Đây là sự chi tiết và tỉ mỉ của Shinki, của cái cưa Shinki này. Này này các bạn nhìn này. Đây, cái vỏ hộp, đây là cái vỏ này, vỏ bằng bằng nhôm cao cấp, à, trên này đều có thông tin của công ty và sản phẩm ở trên này. Đấy, thì đây là cái đai này các bạn có thể là cài vào quần này. Đấy, các bạn đóng vào đây. Đấy, đóng như thế này. Được chưa? Ok chưa nào? Đấy. Rồi, chúng ta có thể là đây, tôi sẽ đóng nắp hộp rồi. Ồ, rất phê. Nó không bị tụt ra bởi vì trên này này, ở chỗ này này nó có cái hai cái hãm ở hai bên này này, màu trắng. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Màu trắng này này. Đấy, để khi các bạn sập nó vào nó có một cái hãm, nó dạng con lăn. Đấy, rất là chắc chắn. Bạn rất khó để có thể là đi sợ tuột đó nhé. Rất chắc chắn luôn. Ok, rất chắc chắn. Đấy. Nói chung là về đánh giá của tôi thì tôi không thể chê vào đâu được. Và cái cưa này nó sẽ cắt được cái cành cỡ khoảng bằng bóng đùi luôn. Đấy là sự thật. Rồi, cảm ơn cả nhà.